Dạ, xin quý thánh chúng ta đọc dở ra trong Thi Thiên đoạn 84 để làm nền tảng sự ngợi khen và thờ phượng Chúa chúng ta thời giờ này. Dạ, Thi Thiên đoạn 84, tác giả muốn hỏi về sự thờ phượng trong đình thờ. Chúng ta sẽ cùng đọc một cách chậm rãi và rõ ràng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương hay, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn trong thành lang của Đức Giê-hô-va, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi, chim sẻ đã tìm được một đạo, và chim én tìm được một đạo, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà của Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa, và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion, đương khi ở trong vùng phong gốc. Sức lực lần lần khen, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Hỡi Đức Chúa Va, Đức Chúa Trời vạn quân, hỡi Đức Chúa, hỡi Đức Chúa Trời là cái kiên của chúng tôi, hãy xem xét nói đến mặt của đấng chịu sức giàu của Chúa, vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ, vì Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái kiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng chối tội. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Và giờ này chúng ta sẽ cùng gửi khen và thờ phượng Chúa của chúng ta. Yeah.
Hỏi Chúa ơi, thì giờ này chúng con nói với Chúa rằng chúng con khát khao Ngài. Xin Chúa Ngài đừng chạm mọi tấm lòng của chúng con, đừng chạm mọi tấm lòng của dân sự Ngài, và Ngài làm tươi mới tấm lòng của chúng con trong sự thờ phượng của Ngài. Yeah.